sáng sớm, cả đại đội lại di chuyển theo lệnh của tiểu đoàn. Non 100 tay súng âm thầm cất bước trong ánh sáng còn nhờ màu sữa của sương đêm. Không gian yên tĩnh, ngoài lác đác đôi tiếng chim rừng hót rồi vỗ cánh tung bay, xen lẫn sột soạt những bước của đồ xô đạp trên cỏ. Vẫn chỉ là ngai ngái mùi cây dại quyện trong sương sớm, quyện trong đoàn quân đi lầm lũi. Đã có chút ánh nắng cho sương tan, để đâu đó thấp thoáng mặt trời trên đỉnh đầu, nhìn thấy được qua lác đác khe hở của những trùng điệp tàn cây rừng rậm. Đại đội đổ xuống thung lũng, tôi đã nghe tiếng chân đồng đội bị bõm lội băng suối. Hé, qua suối là mát á tụi bay ơi. Khi người lính cuối cùng của trung đội tôi bắt đầu bước lên hướng chuyền dốc cao của những đồi phía trước, gần 100 bi đông đã đầy ắp nước suối đủ là chất xúc tác của những đôi chân bớt chùn leo dốc. Lấy nước bỏ đầy ba lô đi ha. Thấy là mệt quá. Thấy nặng đó. Vượt qua đỉnh đồi nối tiếp, đại úy Phước cho lệnh dừng quân tạm nghỉ, để lại một tổ canh gác cho đại đội thở lấy sức và lùa nhanh chút cơm sấy ngồi tanh cho bớt xót dạ. 15 phút sau, lại ba lô lên vai, hơi khom người lấy đà hất mạnh chiếc ba lô lên cao, để xỏ tay quàng lên vai cực kịp, che từng mảng áo lưng hoa loang lổ màu muối trắng mồ hôi kích động. Tất cả chúng tôi, những người lính chiến thi hành mệnh lệnh như bài học vỡ lòng thở bước chân vào quân trường, vào đơn vị chiến đấu, đơn vị cố gắng. Chẳng có gì được oán than trong nỗi gian khổ cộng cái chết bất chợt ngày đêm xảy đến. Chẳng có gì oán than chứ không thể đồng nghĩa với không được nhớ nhà, nhớ những người thân. Từ anh Phước đại đội trưởng đến các hạ sĩ quan, binh lính hay tôi, hay kể cả chú lính mới được bổ sung về tiểu đội lần đầu tiên trong đời, biết siết cò súng nhắm thẳng vào kẻ xâm lược, toàn thân rung lên trong nỗi tê dại, hồi hộp với cảm giác sắc lạnh đau buốt như thể bị chém đứt da thịt, rất ngọt ngào của mảnh kính vỡ, trong co giật những thớ thịt của nỗi sợ hãi đầu đời. Đầu tháng 11, rừng cà tông Tây Ninh trời mau tối, mưa nắng thất thường, và cái lạ là trời hay chọn lúc đổ mưa vào chiều tối, như muốn đủ kịp hành cho người lính ướt đẫm áo quần trong giấc ngủ, để rồi ban ngày nắng lại dịu dàng lất phất trong cây. Trong cái không gian xông oi bức đủ cho cả đại đội mồ hôi dầm về như mưa, anh Phước đã chọn điểm dừng quân đêm. Anh cẩn thận tìm địa thế an toàn, vì ngày mai thì đại đội được lệnh trở về căn cứ hỏa lực thay cho đại đội bạn ra ngoài. Lần đầu tiên trong hơn một năm rưỡi bên nhau, tôi thấy anh Phước chọn điểm đóng quân quá khó. Điểm này không được, điểm khác không được, cuối cùng anh ra lệnh cho tôi qua máy. Đích thường 4, anh cùng tổ khinh binh bỏ ba lô lục soát, chọn vị trí thích hợp cho tôi, nghe rõ tới lời. Nghe rõ. Tìm được một địa thế tạm thuận lợi báo cáo lên anh, thì tôi lại nghe anh nói. Dẫn con cái trở về, chúng ta đi tiếp, nghe rõ trả lời. Nghe rõ. Cả đại đội lại di chuyển, anh muốn chọn nhưng bóng tối đang nhanh chóng đổ về không cho anh vừa ý. Cuối cùng thì phải dừng đóng quân và báo cáo điểm đứng về tiểu đoàn. Không đợi anh ra lệnh như thói quen lúc sau này khi anh thường kiệt sức, tôi vội giao các hướng phòng thủ cho 4 trung đội, cùng thiếu úy quan tiền sát viên đại đội chấm điểm khuấy rối và cận phòng. Tạm xong việc, vừa định thay chiếc áo đẫm nước mưa đã nghe bên tai tiếng binh nhất trung hiệu thanh viên. Mời trung quý lên gặp đại quý. Đội chiếc mũ lưỡi trai chụp tấm bản đồ, tôi dò dẫm đi về hướng ban chỉ huy đại đội. Vừa nhát theo bóng tôi, anh Phước gọi nhỏ. Anh Bảo à, lại ngồi đây đi. Dạ. Đại úy Phước cùng viên thượng sĩ cố vấn ngồi bên chiếc bàn thấp kết nhanh bằng nứa. Trên bàn lỏng chỏng 2 bát cơm gạo sấy cùng một đĩa có vài lát lạp xưởng nướng cháy. Nè anh Bảo, ăn cơm luôn với tôi nha. Đại quý gọi tôi có gì lạ không? Không có gì lạ. Tôi muốn hỏi anh mọi thủ tục đã xong chưa? Đại quý cứ yên tâm, xong cả rồi. Đại quý thấy trong người ra thế nào? Vừa hỏi tôi vừa nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao của anh, nổi rõ nhất là bộ râu cằm mọc dài. Tôi không có khá. Chẳng riêng tôi mà cả đại đội xuống sức lắm rồi. Cũng may được lệnh ngày mai di chuyển về căn cứ, nghỉ được 10 ngày lấy sức. Tôi cũng nghĩ như đại quý. Đưa tay nhận và quay mặt sang viên cố vấn vừa mời điếu thuốc bật quẹt mồi lửa. Mới vừa bật kịp cháy đầu điếu thuốc thì đã nghe tiếng anh Phước gọi nhỏ. Nè, Bảo à, anh có thấy gì không? Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt anh đờ đẫn nhắm về hướng chân trời. Toàn thân anh bất động, nơi đó từ đường kẻ ngang tiếp giáp giữa chân trời với một vùng sẫm tối của những chập trùng cánh rừng cây bìa rừng xa thấp. Tôi đang thấy những tầng mây đen, mây trắng dồn dập đổ về chồng chất, xếp lên nhau như lớp bờ thành. Anh Bảo, anh...
anh có thấy gì lạ hay không? À. Chưa kịp đáp thì anh Phước lại nói tiếp. Bảo à, tại sao lại có những cái tầng mây xếp lớp kỳ quặc tới như vậy? Mặt anh nổi lên một nét sững sờ khiến tôi chăm chú nhìn tầng nhạt tầng đen càng lúc càng rõ nét chất chồng. Có phải đây là dáng dấp của mây thành mà các văn nhân thi sĩ ngày xưa đã tả? Anh Phước quay lại nhìn thẳng tôi với đôi mắt như dại. Bảo à, bỗng dưng tôi có cái cảm giác rất là khó chịu. Tại sao chân mây lại xếp tựa như là một bờ huyệt lớn như vậy? Tại sao mấy bữa nay tôi lại thấy nó bức rất lạ lùng? Cứ tưởng là cái trận đánh bữa kia đã xong cái cảm giác đó rồi, vậy mà đêm nay nhìn cái cảnh quái gở này à, tôi lại có cái cảm tưởng như là bị bít kín đường về. Đại quý mệt nhọc quá nên dễ sinh ra tưởng tượng đó thôi. Trái lại tôi thích thú vì lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp trong đời. Đại quý nghỉ sớm đi, mọi việc để tôi lo cho. Dứt tiếng thì tôi vội đứng dậy đưa tay lên vành mũ chào anh, rồi quay trở về trung đội theo một nỗi suy nghĩ vẩn vơ nặng nề. Anh Phước, một sĩ quan can đảm tháo vát và dạn dày qua bao chiến trận, ưu tú trong hàng ngũ đại đội trưởng của tiểu đoàn 9 nghĩa vụ, dầu là ở hậu cứ hay ở trong rừng, một viên sĩ quan được đào tạo từ lò võ khoa Thủ Đức cũng như đại đội trưởng Tèo ngày trước, dáng cao lớn, nói năng với thuộc cấp nhỏ nhẹ, rõ ràng trong đôi hàm răng khít rịch, ban lệnh dứt khoát cũng như quát tháo rầm rĩ trong máy khi chạm địch đến hồi căng thẳng. Đặc biệt là một cấp chỉ huy quý mến và tin tưởng nơi tôi từ trận Mậu Thân đợt 2 đến giây phút này, không kể đã từng văng đù mè với tôi trong lần đại đội nhảy dù tập trận ở Khánh Hòa cuối năm 1968 và ép tôi ký 4 ngày trọng cấm để dàn mặt. Đầu năm 69, anh lập gia đình. Khi tiểu đoàn về hậu cứ, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thế Nhã, tiểu đoàn phó Nguyễn Đình Bảo cùng 4 đại đội trưởng đều tham dự ngày vui. Tôi thay anh trông coi đại đội để anh nghỉ 4 ngày phép. Không hiểu sao, chỉ sau 1 tháng anh trở nên ít nói và thường ngủ ở trong trại mỗi khi đơn vị về hậu cứ. Mặt trận Long Hoa sau đó anh bị trúng đạn nơi chân, vết thương không thể dưới 2 tháng đủ liền mặt. Nhưng chỉ nửa tháng sau, khi mà đại đội đang do tôi xử lý Tảo Thanh Địch, anh đã trở ra nắm quyền chỉ huy với dáng gầy sọp xanh xao. Từ đó cho đến nay thì vết thương trận cộng vết thương tâm khiến anh dường như ít có cơ may phục hồi từ hồi trước. Về đến tuyến phòng thủ trung đội 4, cởi vội đôi giày nặng nề ướt, ngồi lên võng khum tay che kín lửa châm điếu thuốc, nhẹ nhàng thả khói lên trời. Tôi không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Sau gần 3 tháng miệt mài, nếu không có lệnh gì thay đổi sẽ là đêm cuối cùng ở đây. Tôi chợt bắt từng giấc ngắn xen lẫn âm thanh của từng quả đạn pháo bắn quấy rối trong đêm cùng xì xầm nhỏ nhỏ của đốc canh gọi thay phiên nhau gác. 6:30 sáng, đại úy Phước dẫn đại đội di chuyển nhắm hướng căn cứ hỏa lực với đội hình 2 hàng dọc. Trời hôm nay đột nhiên tốt hơn mọi ngày trước. Sau hơn 2 tiếng di chuyển, mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ núi rừng. Tiếng thiếu úy Phiêu và thiếu úy Quý trung đội trưởng 1 và 2 đi đầu đang báo cáo lên đại đội, phát hiện hầm hố với nhiều đường dây điện thoại. Với tay ra phía sau, tôi đón chiếc container do binh nhất Trung trao. Tiếng đại úy Phước căng dặn: 1-2-3-4, 1-2-3-4, dạy các con cái không được cắt dây điện thoại, nghe rõ thưa ơi? Nghe rõ. Lần lượt tới phiên tôi vừa đáp nhận đích thân cũng là lúc hạ sĩ Huyên cận vệ của anh Phước vung lưỡi lê chặt đứt ngọn một đường dây điện thoại. Tôi quát lên: ai cho mày cắt? Huyên biết lỗi đứng thẳng dậy gầm mặt đi tiếp. Tôi bước chậm lại đợi toán khinh binh đi bọc hậu rồi dặn nhỏ: quan sát hai bên nhưng chú ý nhiều về phía sau. Trên trục tiếng đường dây điện thoại tiếp nối chằng chịt chạy ngang rẽ phải rẽ trái mút tầm đến đâu không rõ. Miệng hầm hố đã cũ vì cỏ mọc đầy rêu phong, chứng tỏ đã lâu rồi địch không còn sử dụng nữa. Bỗng hạ sĩ Nhất Bính, tổ trưởng khinh binh, nhảy bổ về hướng sau và nhắm súng. Bính vừa thoáng theo bóng người ẩn khuất chìm sâu vào rừng rậm. Tôi báo máy lên anh Phước xin tạm dừng để tung con cái lục soát. Tiếng anh từ chối: sắp đến mục tiêu tạm dừng, cứ đi tiếp đi, dặn con cái cẩn thận, có thể vài con chuột bám theo, không ngại, nghe rõ cho thôi. Việc cộng mạnh ở đảo quốc bình trời nó còn trình tập tránh né, chưa có đáng ngại, nghe rõ trả lời. Tôi đáp nhận và buông ống liên hợp rồi tự hỏi: sao lại chưa đáng ngại? Anh Phước vội đưa đại đội về gần căn cứ hỏa lực để mong càng gần càng an toàn. Anh có chủ quan và mất cảnh giác hay không? Sau Mậu Thân, tiểu đoàn luôn bị xé ra từng đại đội đi riêng rẽ lùng địch. Mỗi lần chạm thường quân số và hỏa lực của địch trội hơn đại đội dù. Còn cảm thấy không chống nổi,
Chúng thường phân tán lẫn lút né tránh, có lẽ vì thói quen đó mà đại úy Phước xem thường chúng. Gần đến mục tiêu tạm dừng quân, trời nóng oi bức lạ, mọi người dầm dề mồ hôi nhưng không hề chậm bước di chuyển. Anh Phước bỗng cho lệnh dừng tạm, anh vừa nhận một phi tuần Skyder đến yểm trợ. Anh đánh khói vàng xác định điểm đứng và hướng dẫn hai chiến đấu cơ đánh bom vào mục tiêu nghi ngờ. Nhưng cuối cùng chưa dứt, anh cho lệnh đi tiếp. 10 phút sau, cánh quân đang ngon trớn, cứ hai hàng dọc xuyên rừng, thì bỗng nhiên một tiếng nổ ầm của đạn B-40 vang dội rừng núi xen lẫn thượng liên. AK-47 nổ giòn giả hòa với tiếng la hét vang dậy xung phong của địch. Anh không trông chết, anh em dàn hàng ngang ra chuẩn bị tiến lên xung phong. Tôi nhìn đồng hồ tay, đúng 9:50 buổi sáng mùng 9 tháng 11 năm 1969, toàn thể non 100 tay súng của đại đội 93 nhảy dù đã lọt thỏm vào ổ phục kích của địch. Tiếng hiệu chính viên đại đội gào trong máy nội bộ: mời tới tuyên bố lần này với tất cả. Tôi vừa quay nhìn tiếng nói gấp: mày ở lại với trung đội phó nghe chưa. Vừa lên lệnh như hét cho trung đội 4: chúng mày ráng giữ chặt tuyến, vừa chạy vội lên hướng mà chỉ huy đại đội. Cái quang cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là sự rối loạn của mọi người. Xác anh Phước nằm vật trên bờ hố B-52. Quả đạn B-40 được hỏa đã nhắm trúng, khiến vỡ toang đầu anh. Hết tung một khối bầy nhầy, những óc, những máu, những tóc, những da thịt vương dính rải rác trên bụi tre rừng. Chỉ còn sót lại chiếc cằm với chòm râu mọc dài dính liền với cằm cổ đã đứt lìa, bầy nhầy máu thịt. Không còn đầu nên không còn đôi mắt để vuốt cho anh ngắm. Đã chăng có còn đôi mắt gì nữa, cũng không đủ vài tích tắc để làm cái điều cuối cùng đó. Tôi hét to ngay khi quan cảnh tan thương nó đập vào mắt tôi. Xô xác đại quý và thằng Xuyên xuống hố B-52 ngay. Mấy thằng bị thương cũng vậy. Ngồi xuống hố, xuống hố. Y tá đại đội thằng Tân Bèn nhanh nhẹn nhảy xuống săn sóc thương binh. Trong một chi chớp tôi nghĩ ngay một điều: không thể để thân xác của anh Phước, của Nguyên tan nát thêm lần nữa. Và những người đã bị thương phải chết hoặc bị thương thêm một lần nữa. Bởi cũng trong ngay chi chớp suy nghĩ đó, tôi phải biết và phải chấp nhận. Hoặc đại đội sẽ còn tên, hoặc sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Ánh mắt viên thường sự cố vấn sáng rực khi thấy tôi chạy đến thay cho anh Phước cầm quyền điều khiển đại đội chống trả. Binh lính bàn chỉ huy tự động bung rộng tôi để bố trí cho tôi đang bận điện hai tay, hai ống liên hợp cùng miệng, hò hét ban lệnh không kịp thở. Quay sang thiếu úy tiền sát viên tôi nói. Quay sang viên cố vấn Mỹ tôi lại ra lệnh: gọi cả về bao cảnh sát, còn chưa tới ngày mai lại đây lại. Máy liên lạc với chủ đoàn mở loa cực đại vì các loại đạn của ta và được dùng tiếng la hét vang dội núi rừng át hẳn cả tiếng máy. Dòng đại úy quý sĩ con ba chủ đoàn gọi dồn dập. Tôi thực vội, còn bên đây đáp vội vàng: chụp máy nội bộ, tôi ra lệnh và lấy danh xưng của anh Phước. Tôi nghe 4 trung đội trưởng theo thứ tự đáp nhận đích thân. Tôi buông máy và tê dại trong một tích tắc. Bọn bộ đội Bắc Việt với quân phục kaki Nam Định, súng AK-47 gắn lưỡi lê với một số tên mình trần trùng trục, tay lựu đạn, tay dao găm, đồng loạt hò hét: anh sống không chết, anh sống chết. Rồi lao vào trận chiến với binh lính của ban chỉ huy đại đội cách tôi không đầy 10 thước. Thân xác cả hai bên thi nhau ngã đổ chết, nằm gục lên nhau, giãy giụa trên đất rừng với những vết thương chí mạng. Tiếng pháo yểm trợ đợt đầu nổ dập không được, tôi bảo quan: như vậy gọi qua đầu của trung úy hay sao đây? Trong lúc thiếu úy quan xin chuyển tác xạ thì viên cố vấn đầu gối chấm đất lưng giữa gốc cây nói lớn cho tôi nghe: sơ gần ship trên đường đến, xin ngừng pháo. Yes sir. Viên cố vấn mặt thất sắc chứ không biết nghe lệnh. Chung quanh tôi thấy người ngã đổ binh lính, tôi chỉ ngã xuống khi đã bắt địch và vũ khí địch đổ gục vương vãi đất rừng. Giọng phiêu gọi vội vã xen lẫn tiếng súng lớn nhỏ hai bên có phần quá độ. Nghe anh đây. Báo cánh tân, bọn nó xông lên trong quái. Xin điểm trợ gấp đi. Nghe lời. Anh em bình tĩnh nha, nghe rõ cái lời. Pháo binh, anh em có pháo binh điểm trợ, nghe rõ cái lời. Pháo binh điểm trợ đợt hai gần như là trúng điểm từng viên đạn 105 ly nối tiếp nhau. Pháo bay sát ngọn cây trên đầu và đổ chụp một hàng ngang ngay sát tuyến 2 tiểu đội 1, tiểu đội 4. Người hướng địch xông lên áp lực rất là nặng. Pháo bàn yểm trợ kéo từ mình đội sát lại gần, trận địch tăng viện, nòng nóng tinh thần binh sĩ đang giao chiến và không lợi trừ địch. Hưởng reo hò xuất quân tràn lên sát đại đội hơi địch tránh pháo. Pháo tạm dừng hai gunship vào cùng chút đầu phóng rocket kéo từng tràn đại liên cách điểm khói vàng của chút đầu thành một hàng ngang bảo vệ, đứng thẳng người quan sát thì thấy chưa hiệu quả. Vội vã ra lệnh cho viên thượng sĩ cố vấn:
Anh bảo nó đánh cách điểm khói vàng 25 thước. Dạ, yeah. Nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời, 25 mét rồi gần quay không sư? Tôi chỉ trả lời bảo là cho tôi. Yes sir, yes sir, yes sir. Hắn bóp máy vào truyền lệnh hai chiếc thang võ trang, cái trước cái sau đánh một vòng rộng trên không, tuần tự chiếc cầu phóng qua lực viễn trợ kéo theo từng cái đại liên rền rỉ, cây rừng gãy đổ bụi đất tung bay trong mùi mực thuốc súng dày đặc. Tiếng hai trung đội trưởng, trung đội một, hai treo mừng trong máy. Đến từ, chính xác quá, con một sinh vật đã chết rồi, đã bị hạ rồi. Bảo con cái giữ chặt tuyến, sẵn sàng xung phong khi nghe lệnh. Nghe rõ trả lời. Cùng lúc thiếu tá Trần Ngọc Chí của đoàn trưởng vang lên trong máy xen với âm thanh cánh trực thăng quay phành phạch. Ba đây sân thủy, đại bàng, tôi đang đứng với anh đây. Nhận đích thân. Chỉ vài giây sau đã thấy trực thăng chỉ huy của tiểu đoàn trưởng bay trên đầu kèm theo tiếng nói trầm thủng của trung tá Trần Quốc Lịch, lữ đoàn trưởng của đoàn 2. Ba đây đại bàng, báo cáo về tình hình trên đường đi. Xin đại bàng cho vài thùng khói và kẹo M60, M16, hai bên đang sát nách. Hai bên đang sát nách có chỗ giáp lá cà, đã thu được một tượng liên, nhiều B40 giả ca. Hết. Khá lắm, mà người cả kỳ 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 nha. Không có để vấn liên lạc, mình cứ bắt bảo cho nghe nha. Trịnh Đức Tân dưới hai đâu. Trịnh Thanh Chí Huy bay vụt ngang qua đầu kèm theo giọng của thiếu tá Trí. Ba đây chân thủy đi, tôi thấy anh có hố bòn rồi đi. Tôi đạp cho đội chơi xuống nha, B52 được không? Nghe rõ Đức Tân. Đáp xong tôi gọi lớn cho binh sĩ điều tư và y tá lết vào sát vách hố cùng kéo theo các xác chết. Trực thăng lại vượt qua thật thách các thùng đạn thành khói rơi trúng đích để bể tan thành vỏ thùng gỗ. Lính mà chỉ huy cũng thật nhanh ra các quân đội. Có tiếng thiếu tá Nguyễn Đình Bảo, chủ đồng phó trả lời sơn thủy trong máy. Giọng của trung tá Lịch xen vào trong máy hỏi thiếu tá Bảo. Trình đại bàng, nó cũng là Bắc Bình và khá lắm đây, trình đại bàng, nghe rõ trả lời. Tôi biết, tôi hơi giỏi từ đầu mà. Tiếng các cấp chỉ huy vẫn loáng thoáng phát ra từ loa máy xen lẫn tiếng súng, tiếng lựu đạn vẫn đang nổ rền trời, giọng như thiếu tá Bảo gấp rút gọn. Trình đại bàng, Bắc Bình đi. Nghe rõ, đã sẵn sàng, nghe rõ, Đức Tân, đã sẵn sàng, Đức Tân ơi, tôi đứng gần đánh khói, nghe rõ trả lời. Đánh khói á. Bây giờ đã gần 2 giờ chiều, đại đội 94 sẽ trực thăng vận đến bắt tay với tôi. Nhưng nơi chúng tôi hiện đang lửa đạn mù trời, đó có khoảng cách gần nào có trảng trống để mà đổ quân, mặt tôi cứ biết thế. Và bất chợt tiếng được thủng một lỗ kéo theo, bốn tên lính bất diệt vừa hò hét vừa phát đạn tới tấp vào ban chỉ huy đại đội 4, nơi trận anten của bốn máy PRCM-5 dựng đứng. Một tràng AK bắn cày xới tung đất sát chân tôi lăn một vòng tới phản ứng cùng lúc cây côn 45 chĩa thẳng tới địch bóp cò. Thằng giặc ngã vật xuống ở khoảng cách thật gần, xen lẫn cây rừng và ba tên còn lại cùng chung số phận làm mồi của ban chỉ huy đại đội. 1, 2, 3, 4, các anh bắt tay kiểu gì mà để lũng tiếng vậy? Mở mắt con. Mở lên đi, super anh em ơi, super lên. Tất cả ngay lần lượt đáp nhận Đức Tân, tôi bấm bóng liên hợp gọi mấy tiểu đoàn để trả lời đại úy Thành vừa gọi. Bảo con cái của anh nghe rõ trả lời, bảo con cái của anh giữ được tuyến tới đâu thì đánh tới đó, vừa moi lỗ tới đó, vừa còn kẹt qua đêm, tôi và con cái đang bay tới anh, nghe rõ trả lời. Tôi đáp nhận rồi nghe anh Thành báo cáo với thiếu tá Bảo. Cản trống nhiều cây con không xuống thấp được, cản trống nhiều cây con xuống thấp không được, Đức Tân, nghe rõ trả lời. Không còn chờ nữa đó, bà nó bay thấp vào, nhảy xuống đi. Sau đó thì đại đội 94 nhảy xuống an toàn với chỉ vài binh sĩ bị kẹt xương chân. Tiếng đại úy Thành lại nổi lên trong máy. Vô tình ơi, thằng Thái đây, tôi đã tiến đến chỗ của anh, kéo lên nào. Kìa đến sáng tôi báo cáo là lại ngộ nhận nha. Tôi đáp nhận xen nỗi vui mừng vì niên trưởng Thành khóa 19 đang dẫn đại đội 94 đến bắt tay. Chỉ khi ta bảo trong máy với đại úy Thành. Mày cho loại cái lý chứ, thì kiểu nào bây giờ đi. Trận chiến càng ngày càng tăng cường độ, ta và địch sát cận nên pháo và gun ship hầu như vô hiệu. Anh em ơi, sắp lắc à, sắp lắc à. Tôi không thể kéo gun ship vào gần hơn được nữa, sát chúng đầu 25 thước. Xài bét bình thường rồi, nhưng đây là giao chiến thật sự, chứ không phải là đánh nhau trên sách vở. Mặc kệ, sát thì đánh lựu đạn. Quân làm phần nào vượt toàn đã đội lọt ở phục kích với quân số địch nông tiểu đoàn. Với quả đạn B40 khai hỏa lúc 9:50 phút cho đến bây giờ là 3 giờ chiều, địch đã không làm cỏ được đại đội tôi, mà trái lại đại đội 93 dù đã hóa giải từ thế yếu kém bất ngờ để chuyển gần cân bằng với địch. Mồm miệng đầy bụi cát và cô đắng, đôi môi như bị quết hồ, tôi đưa lưỡi liếm vành môi để nhổ nước bọt. Phải vài lần thật mạnh mới phun được cả nước bọt thành khe dính đặc bụi đất. Mở bi đông tư vội hút nước, đầu tiên tôi gọi 3 trung đội trưởng và trung đội phó trung đội 4 vào máy ngay. Ra lệnh xong, tôi di chuyển ban chỉ huy kéo theo viên cố vấn cùng tiền sát viên đến sau lưng tuyến 2 trung đội 1 và 2, nơi hiện đang xảy ra giao chiến nặng nề nhất. Tôi tin tưởng ở các trung đội đất tình cùng thời với tôi đủ can đảm bản lĩnh, đã gần trọn ngày cầm chân địch sẽ thúc quân đạp lên đầu địch. Sau khi đã khéo léo điều động con cái thoát cái chết toàn bộ bất ngờ buổi sáng nay, tôi tin tưởng những hạ sĩ quan binh lính của tôi, những người bằng lòng trải thân mình cho đồng đội được sống, những người bằng lòng trải thân mình để giành giật lấy xác đồng đội mình đem về tiến. Dù rằng chỉ mới hôm nào đây ở hậu cứu còn cãi nhau vì một chuyện không đâu,
dù áp lực địch còn quá mạnh, nhưng những xác địch cùng vũ khí nằm lăn lóc trong tuyến còn đó khiến trong tôi đã bớt tê dại thần kinh như phút đầu súng nổ. Như phút đầu tiên anh Phước, người đại đội trưởng, vỡ toang đầu. Cơn tê dại không vì sợ, cơn tê dại vì quá căng thẳng với trách nhiệm nặng nề, bằng mọi cách phải kéo đại đội vượt qua vùng lửa đạn để địch lựa chọn và phục sẵn. 4:30 chiều, tôi đã điều động đại đội lấn chiếm dần để nới rộng thêm vòng đai. Nhìn những người lính chiến nhễ nhại mồ hôi với gương mặt sạm đen vì khói súng và bụi đất đang tiến từng bước khó khăn, trong khi các loại đạn của địch vẫn đua nhau khạc lửa. Các chiến sĩ của đại đội 93 nhảy dù trong hỏa lực đang chít khao yểm trợ lẫn nhau để chiếm từng mô đất, từng gốc cây, từng vị trí thuận lợi áp sát địch. Khi ở trong tầm sát hại, lựu đạn được sử dụng tối đa, phóng lựu M79 cũng đua nhau chụp xuống, bắt chúng tạm ngưng tiếng súng để có một khoảnh khắc chợt tắt, phóng người đến sát vị trí chúng đang điên cuồng vây hãm đơn vị. Có ngôn từ nào đủ diễn đạt lòng dũng cảm cùng tình đồng đội của những người lính trẻ? Họ đang xả thân bất kể sống chết, họ quên cha, quên mẹ, quên người vợ trẻ, quên được cả đứa con thơ thường ít lần được no sữa. Có người mới biết yêu, quên cả người yêu đầu đời mới chỉ một lần cầm tay nhau run rẩy. Và thương thay, có người còn chưa được yêu một lần. Đồng đội của tôi là thế đấy. Kẻ chết nằm trơ ra đó vì chưa kịp bọc con xô. Kẻ bị thương thì cắn răng chịu đựng, nhất định không buông tay súng. Mắt vẫn cố căng ra về hướng địch để sẵn sàng bóp cò lên đầu chúng. Cuối cùng, cái giá của địch phải trả bằng những tiếng thét thất thanh trước khi bật tung người, đẩy đổ, trước khi chưa kịp tháo chạy. 5:15 chiều, tiếng súng địch thưa dần rồi tắt hẳn. Bọn khốn kiếp đang chém về, và đây mới là lúc cho các pháo thủ dù ở căn cứ Hoa Lực gửi tặng chúng những quả đạn 105 ly nổ chụp dồn dã. Tiếng đại úy Thành cất lên trong mấy cửa đàn. Phước Thịnh đây, Phước Thịnh đây, Thành Tái, Phước Thịnh đây, Thành Tái, dặn con cái đừng có ngộ dặn, tặng con đầu của tôi tưởng đông chỉ vài phút nữa là sẽ gặp anh ấy, nghe hỏi tới lời. Tôi đáp nhận trong phờ phạt và ra lệnh cho các trung đội. 10 phút sau, trong lúc hai đại đội đang bắt tay nhau, tôi vuốt mặt và dụi mắt cho bớt cây mùi chất súng. Hít một hơi dài rồi thở mạnh, thanh dân mở nắp đi đông, ngửa cổ uống từng ngụm nhỏ. Đây rồi, thiếu tá Bảo và đại úy Thành đang bước đến chỗ tôi đứng. Đi sau là viên cố vấn của tiểu đoàn phó đại đội 94 cùng một số binh sĩ mang máy và thành về. Nhìn thấy tôi tiến đến đưa tay chào, cả hai đều nở nụ cười nhẹ trên gương mặt mệt mỏi. Tự nhiên tôi thấy lòng trên trùng xuống, nghe như có điều gì muốn thổn thức trong tim đập mạnh. 9:50 quả đạn B-40 oan nghiệt cắt đứt đầu đại úy Phước, hất tung rải rác trên bụi tre rừng. Lính tôi kẻ đổ xuống, kẻ bị thương, rồi chống trả, rồi cận chiến. Đạn thù không ngớt bốn bề chụp xuống, toàn đại đội lọt trọn trong vòng dầu sôi lửa bỏng. Cuối cùng, đại đội của tôi không bị xóa tên, không bị làm thịt. Rồi tôi đang đứng nơi đây, có hai người đàn anh bên cạnh và đồng đội tôi, có cả một đại đội bạn đến trợ lực cùng nhau. Khi bảo sao lòng tôi khi trùng xuống, một ngày có dài hơn mọi ngày hay không? Tôi không rõ. Chỉ duy một điều tôi biết thật rõ, một ngày thật ngắn với những chết thất và thật dài với những gian nan. Mặt trời đã lặn sâu, chỉ còn vương lại chút ánh sáng nhờ nhờ thoi thớt. Hai đại đội theo lệnh thiếu tá Bảo tiếp tục di chuyển đến vị trí phòng thủ thêm. Cho lệnh đóng quân, hoàn tất mọi thủ tục xong, tôi nghe tiếng thiếu tá Bảo gọi. Bảo à, ở lại đây nào. Tôi mỏi mệt bước đến, anh Thành vừa trao cho tôi một chiếc bánh bao vừa nói. Ăn đi Bảo, quà bữa tiếp tế còn lại đó. Tôi cầm lấy kèm tiếng cảm ơn, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ nhai chậm rãi. Không đủ nước bọt thấm vào bánh nên cảm giác khô khan, xót bụng mà không thấy ngon miệng. Chẳng biết có phải tại hoàn cảnh một ngày gian nan vừa qua khiến các dây thần kinh của cơ thể chưa đàn hồi lại bình thường. Tôi nghe thiếu tá Bảo hỏi. Này, mày kể tao nghe đầu đuôi tại sao á, cả một đại đội lọt mẹ nó vào cái ổ kích, làm anh nó mới cái chuyện gì vậy? Thằng Phước nó ẩu tả sao mày không nhắc nó chứ? Mạng đại đội còn lớn ấy, chứ như không thì chẳng còn một móng nó làm giống mẹ. Thiếu tá, đại úy Phước bệnh và kiệt sức khá lâu rồi mà cứ chậm hoài. Sau lần đụng nặng cách nay mấy bữa, anh ấy càng lộ vẻ xuống sắc. Chỉ riêng tôi và ban chỉ huy biết, kể cả viên cố vấn, nhưng khi được lệnh tiểu đoàn cho kéo về căn cứ là anh ấy lộ nhanh. Tôi cũng có lưu ý đến địch cố bám sát, nhưng anh Phước coi thường. Cái thằng coi vậy tiểu tướng, lần này về hậu cứ thiếu nó thì lại nóng này. Ai cũng tưởng mất sạch mất một đại đội tới nơi rồi. Mày được lắm, ta biết ngay từ đầu mà. Biết ngay từ đầu, thiếu tá Bảo đã nghĩ gì về tôi vào cái ngày đầu tiên tôi trình diện ông ở văn phòng chủ đoàn phó? Chị,
Riêng tôi biết phải làm gì khi ở đơn vị chiến đấu, cũng như những binh lính trẻ của tôi, họ cũng biết là họ phải làm gì. Riêng anh Phước, tôi chưa hề có một lời nào với ai về câu nói gỡ của buổi chiều đánh quân hôm qua. Mây xây thành, bờ huyệt, biết kiếm đường về. Anh Phước đã buộc miệng với riêng tôi trong vẻ ngẩn ngơ, thẫn thờ. Là một trong những đại đội trưởng dạng dày trận mạc nhất, ưu tú nhất, tại sao một năm rưỡi trời làm tướng đội trưởng cho anh chỉ duy có một lần chiều hôm qua, anh thốt lên lời chán nản. Không, không phải lời chán nản mà rất bi quan. Lời bi quan đầu tiên anh tâm sự cùng tôi để thành lời trăn trối cuối cùng. Anh còn định nói gì thêm? Hay cả tôi vội vàng đưa tay lên vành mũ chào anh để quay về trung đội nên anh không kịp nói. Anh cần tôi nói với ai giùm? Tại sao?